Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Hôm nay chúng ta tiếp tục với diễn biến của 291 Bắc Tống Phòng Liêu. Sáng sớm hôm đó trời còn chưa sáng, Lý Kỳ liền dẫn cả nhà lớn nhỏ vội vội vàng vàng đi vào trong phủ Thái úy. Đi đường nửa đường, đường xe ngựa đột nhiên ngừng lại, lại nghe Mã Kiểu nói, bộ xoáy hình như kia là kiệu của tuần phu nhân, vậy sao? Ở đâu? Để ta nhìn xem. Vương Tỷ Tỷ, Vương Tỳ Tý. Lý Kỳ vừa định vươn đầu ra cửa sổ nhìn, nào ngờ lại bị Phong Nghi Nô đặt trước. Tần phu nhân trong kiệu cũng xốc màn tre lên nói, là các muội à? Vương Tỷ Tỷ cũng đến tham gia hôn lễ của Nhuận Nhi sao? Ừ. Vậy thật tốt quá. Phong Nghi Nô ngoắc tay nói, Vương Tỷ Tỷ sang chỗ bọn muội ngồi đi, chúng ta trò chuyện một lát. Quý Hồng Nô cũng vươn đầu ra mời Tần phu nhân lên xe ngựa, nhưng Tần phu nhân lại có vẻ vô cùng do dự. Phong Nghi Nô lại nói, Vương Tỷ Tỷ yên tâm, phụ quân sẽ ngồi trong kiệu của tỷ. Lý Kỳ bên cạnh thấy mình bị bán đi như vậy thì không vui nói, Ta nói này các vị mỹ nữ ta đồng ý khi nào chứ? Phu quân. Phong Nguyên Đô hờn dỗi gọi một tiếng. Lý Kỳ lập tức đầu hàng nói. "Ờ, được, được, được. À, ta đánh xá mạng này vậy. Ta đi, ta đi không phải được sao? Mấy người các muội phải biết quý trọng hành trình không thể ngắn hơn được nữa này đó nha. Hắn cũng không muốn sống trong âm thanh điếu díu của mấy nữ nhân. Giọng nói ngược lại cũng không tệ. Tật phu nhân thấy Lý Kỳ xuống xe ngựa rồi, cũng đành phải xuống kiệu. Lý Kỳ nhanh đón kinh ngạc nói. À, thật không ngờ phu nhân cũng sẽ đi nha. Tần phu nhân nhìn kinh ngạc nói, chẳng lẽ ta không thể đi sao? Lý Kỳ ha ha, <laughs> ha nhị không phải là người tình cũ của phu nhân sao? Bây giờ ít tìm được niềm vui mới, lẽ nào trong lòng phu nhân không có chút mất mát và buồn phiền nào sao? Đây cũng không phải là lần đầu Lý Kỳ lấy đề tài này ra mà trêu gạo tần phu nhân. Nàng cũng khó mà giải thích được. Hơn nữa nàng cũng không thích giải thích những chuyện này. Thản nhiên nói, ở trên đời này không có chuyện gì khiến chúng ta buồn bực hơn chuyện người ngồi trên kiệu của ta cả. Nói xong lại được hộ vệ tiểu đào đỡ lấy, lên vào trong xe ngựa. Lý Kỳ ngây ngẩn cả người. Cái vị phu nhân này từ khi nào mà nói chuyện có trình độ như vậy chứ? Chợt nghe thấy từ trong xe vọng ra từng trận cười, Lý Kỳ hơi ngẩn ra, thầm mắng, đáng ghét, đáng ghét. Lão tử lại càng muốn ngồi, cô làm được gì ta? Lại nghe Phong Nhi Nô nói, phù quần, bọn muội đi trước một bước vậy. Đi trước một bước? Người một nhà đi chúc mừng mà còn phải chia làm hai à? Lý Kỳ đang muốn mở miệng ra huấn Phong Nhi Nô cái gì gọi là tam cương ngũ thường. Nào ngờ tên đáng ghét mã kiểu bung roi ngựa lên nghênh ngang rời đi. Lúc này đây Lý Kỳ hoàn toàn trợn tròn mắt, sặc làm thật nhá, không nói hai lời. Vất vặt áo trước nhảy lên kiệu rít gào nói, đuổi theo cho ta, đuổi. Bốn các kiệu phu nhìn chiếc xe ngựa đã đi xa thì trong mắt tràn ngập lực bất tòng tâm nha. Lý Kỳ cũng biết chắc chắn là không đuổi kịp, nhưng hắn cho rằng bọn Phong sẽ chờ hắn ở phía trước. Đáng tiếc là cho đến khi hắn đến trước cửa phủ cao thế uy vẫn không nhìn thấy các nàng Phong Nghiêu. Lý Kỳ hoàn toàn nổi giận, giận không thể tiểu tiện mấy bãi trên kiệu của thần phu nhân. Sau đó viết kim đao chủ vương đã ngồi ở đây xuống khỏi kiệu nhìn thấy không phải là bốn vị đại mỹ nhân mà là cái tên dở hơi cao nha nội kia chỉ thấy cao dở hơi mặc một bộ áo bào tím mới tinh mà ngay cả cái đóa hoa đỏ trên tóc mai cũng đổi thành màu tím rồi đồ phong tao nha y đang đứng trước cửa nụ cười kiêu ngạo kia thật sự là vô gì mà cái gì nhà nội hôm nay đổi màu sao lý kỳ tiến lên chỉ vào đóa hoa tím trên tóc mai của cao nha nội miệng cười nói cao nhà nội nghiêng đầu cố gắng để lý kỳ nhìn hết toàn bộ ha hả nói <laughs> thế nào đẹp không không ngại nói cho ngươi biết đóa hoa này tốn mười mấy quan đấy mắc như vậy gạt người sao ờ gạt ngươi làm gì đóa hoa này vô cùng có hạn hơn nữa chỉ nở vào mùa đông thôi vậy sao lần sau nếu ngươi muốn mua có thể tới tìm ta ngươi cũng là người yêu hoa sao không nhiều lắm nhưng ta thích hái hoa lý kỳ cười ha ha nói <laughs> đúng rồi bọn hồng nô tới chưa cao nhà nội nghe thấy mà mơ mơ hồ hồ dứt khoát không nghĩ ra được lại nghe lý kỳ hỏi thì mặt lập tức đen lại tức giận bất bình nói người còn không biết xấu hổ mà nói ái đồ của ngươi nghĩa muội của ta xuất giá người lại đến trễ thật khiến ta quá thất vọng bạc lý kỳ bị cao nha nội nói mà không hiểu ra sao cả nhìn trái nhìn phải phát hiện không nhìn thấy một bóng người nào cả khách khứa còn lại vẫn chưa đến sắc trời cũng còn rất sớm liền hừ nói người nói vậy là có ý gì trời chưa sáng thì ta đã ra khỏi nhà tại sao lại nói là đến muộn nha cao nha nội hừ nói vậy vì sao năm vị phu nhân của ngươi còn đến sớm hơn ngươi một khắc chứ ngươi không phải là tới muộn thì là gì ừ, ta nói với ngươi một lần nữa người khác tới sớm không có nghĩa là ta tới muộn ngươi cho rằng đây là thuyết tương đối sao thật là buồn cười hơn nữa đều là vì đợi ta năm vị phu nhân từ khi nào thì ta có năm vị phu nhân rồi sao lại không phải số đến đơn giản như vậy sao ta lại đếm sai chứ Cao nhân nội vươn ngón tay đếm nói ngươi xem phong nương tử hâm nương tử gia luật nương tử tân phu nhân đợi đã lấy kể nhắc tay nói ta phải nói với ngươi bao nhiêu lần ngươi mới có thể nhớ đây ta và tân phu nhân không có quan hệ gì cả ngươi đừng có nói bậy được không người cũng gọi nàng là tân phu nhân ngươi còn muốn tính thì cũng đừng có tính lên đầu kẻ họ lý ta nha cao nhà nội ghé sát mặt qua nhỏ giọng nói ai Lẽ nào không phải bởi vì ngươi gọi thần phu nhân sẽ càng thêm hứng phấn sao? Hứng phấn? Việc này có gì hay mà hứng phấn chứ? Lấy Kỳ sừng sốt thật lâu, lại ngẫm nghĩ thật lâu. Lúc này mới hiểu rõ, trong lòng tán phục vô cùng, cái lỗ dâm đáng này suy nghĩ không giống người thường chút nào. Đồng thời thì lại cảm thấy mình cũng quá trong sáng, việc này mà cũng phải nghĩ thật mới hiểu được. liền trầm giọng nói, mẹ làm ơn, ta không phải là người, ta con mẹ nó không cao cấp như vậy được. Có tình, sặc. Hắn còn đặc biệt nhấn mạnh âm sặc. À, vậy cũng đúng, cao nhân nội tỏ vẻ đồng ý gật đầu lý kỳ hoàn toàn hết chỗ nói rồi kéo về vấn đề chính nói vậy còn một vị thì sao cao nhân nội ngẩn người nói bạch đương tử nha thật nương lý kỳ bừng tỉnh đại ngộ nói biết các nàng phong nguyên hô nhất định đã qua lại với bạch thiền dạ từ sớm rồi nửa đường gặp được tần phu nhân căn bản không phải là trùng hợp mà là đã sắp xếp trong từ sớm mục đích chính vứt bỏ chính mình liền vội vàng hỏi vậy nhà phụ của ta có đến không hắn thật đúng là sợ gặp bạch thế trung ở đây nếu chẳng may không chuẩn bị cho tốt việc vui này có thể sẽ trở thành tang sự mất Cao nhà nội lắc đầu nói, ngược lại không nhìn thấy bạch bá phụ. Trong lòng Lý Kỳ khẽ thở phào nhẹ nhõm nói, vậy được rồi, ta đi tìm đám người thất nương trước, người làm việc của mình đi. Cao nhà nội vội ngăn hắn lại, cười nịnh nói, người có muốn theo ta một lát không? Một mình ta đứng đây rất là nhàm chán. Lý Kỳ nở nụ cười vô cùng mê người với tên giờ hơi này nói, nếu đổi lại người là ta, người tình nguyện ở bên cạnh mấy vị đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương, hay là tình nguyện ở đây cùng với một nam nhân cài một đóa hoa màu tím đây? Cao nhà nội càng nghĩ không hề nghĩ liền nói, ờ, đương nhiên là đại mỹ nhân nha. Còn không phải sao? Lý Kỳ giang hai tay ra, bước nhanh vào trong. Lý Kỳ đi vào trong dưới sự chỉ dẫn của hạ nhân mà đi vào trong viện mà Trương Nhuận Nhi xuất giá nhưng do phu nhân của cao cầu đang trải tóc giúp Trương Nhuận Nhi. Nam nhân trưởng thành không được vào. Chỉ nghe thấy từ bên trong vang ra từng trận cười trong đó còn đáng thoáng nghe thấy tiếng cười khanh khách của Lý Chính Hy. Trong lòng Lý Kỳ ghen tị không nói lên lời tiểu tử Lý Chính Hy kia thật là diễm phúc không cạn mà. Bởi vì bên trong còn có mấy vị thê thiếp của phụ tử cao cầu Hồng Thiên Kiều, Sài Thông, nữ nhân đầy phòng lý kỳ cũng không tiện mặt dài mà đi vào chỉ có thể ngồi ở bên ngoài nói chuyện nhân sinh với cầu ca nhưng nói chưa được bao lâu thì cầu ca cũng ra ngoài nhanh tiếp khách khứa trong lúc bất tri bất giác lại qua một khắc đám nữ nhân trong phủ dường như là đều có vẻ hưng phấn dị thường bận tới bận đôi Các bạn không cần mấy nam nhân bọn họ giúp đỡ tụ tập với nhau líu díu không ngừng lý kỳ thực sự không biết ở đâu mà lại có nhiều chuyện để nói như vậy chứ lý kỳ ngồi trong phòng cảm thấy vô cùng nhàm chán vì thế đi tới tiền viện nhưng đến tiền viện rồi thì lại thấy một đám nam nhân hồng thiên kiều xài thông phản thế bạch đang ghé vào bên bàn đá trong tiền viện ai ai cũng mang dáng vẻ trứng vỡ cả lê kỳ trước này không thích những nghi lễ thói tục này cho dù là hỷ sự hay là thang sự nhưng hắn thấy đám người hồng thiên kiều còn có vẻ nhàm chán hơn cả hắn thì trong lòng không khỏi tò mò thế là đi qua dò hỏi ê ta nói chứ mấy người các ngươi làm sao vậy việc vui mừng như vậy tại sao các ngươi không có chút hương phấn nào thế hồng thiên kiều hai tay chống miệt thái dương hữu khí vô lực nói À, lý đại ca việc này ngẫu nhiên mới có thì vô cùng thú vị nhưng mà năm nào cũng tham gia thì quá là nhàm chán nha những người còn lại đều gật đầu ừ? năm nào cũng tham gia sài tông nói à, nếu không tính năm ngoái gần như năm nào chúng ta cũng đều đến đây uống rượu mừng chỉ có điều lúc trước đều là uống rượu mừng của nhà nội lần này là uống rượu mừng của nghĩa mụi gã hồng Tân kiểu gật đầu nói à, còn không phải sao thì ra là thế lấy kỳ xem như hiểu rồi mấu chốt là một chỗ trước kia tần suất cao nhân nội nạp thiếp quá cao hơn nữa cái tên giờ hơi này lại thích bày tiệc lớn lấy một tiểu thiếp vào nhà mà làm còn náo nhiệt hơn cả người ta cưới vợ nữa cũng là làm cho yến tiệc hôn lễ mất đi cảm giác mới mẻ khiến người ta cảm thấy tẻ nhạt vô vị sai thông lại hỏi ờ à, đúng rồi lý kỳ hình như ngươi còn chưa cử hành hôn lễ nha hả lý kỳ hơi sững sờ hồng tiên kiều nghe được tiếng ánh mắt sáng ngời vỗ đùi ngồi xổm trên ghế lắc bông hưng phấn giặt rào nói à, lý đại ca huynh cử hành hôn lễ nhất định là vô cùng thú vị còn có gì khác nhau sao sắp mặt của lý kỳ ngưng trọng nói nói vậy là sao hồng tiên kiều cười hì hì huynh một lần được cưới bốn vị thế tử cấp ba để chưa từng như thế bao giờ đâu Phan Thế Bạch ca hả nói, <laughs> đến lúc đó cho dù thế nào cũng phải bắt người uống mấy chén. Sai Thông gật đầu nói, đúng vậy, ngày ngươi kết hôn thế nào cũng phải uống mấy chén, bằng Thơm ngươi đừng có mơ tưởng ôm được mỹ nhân về. Ờ đúng thế đúng thế, bây giờ nghĩ thôi đã cảm thấy vô cùng thú vị nha. Lý đại ca, Lý đại ca, huynh, huynh làm sao vậy? Có phải là cảm thấy không thoải mái không? Chu Hoa chợt tay Lý Kỳ ngồi đó ngây người không nói, trên mặt mồ hôi tuôn như mưa, nắm chặt hai tay, vẻ mặt vô cùng đặc biệt, hình như là đặc biệt sợ hãi. Lý Kỳ dường như không có nghe được không Thiên Kiều nói, đầu mày cũng sắp ở chung một chỗ với nam ngô rồi mấy người hồng thiên kiều liếc mắt nhìn nhau sài thông ngồi bên cạnh lý kỳ khẽ đầy lý kỳ lý kỳ người làm sao vậy lý kỳ trần ngẩn ra còn dọa cho đám người hồng thiên kiều thật lâu đến đều chuẩn bị bỏ chạy cả rồi hắn mới thở dốc ha ha à, cái cái gì hồng thiên kiều sợ hãi nói à bọn đệ đang nghĩ thử coi đại ca khi nào thì cử hành hôn lễ ờ à, ta ta không biết lý kỳ lắc đầu cầm lấy chiếc bình sứ trên bàn rót một chén trà uống vào một hơi phụt vừa nuốt vào lý kỳ liền phun ra đầy miệng Chu Hoa ngồi đối diện Lý Kỳ trực tiếp bị Lý Kỳ phun đầy mặt, cả người xin ngốc. Lần này thực sự là tay bay vạ gió mà. Một hồi lâu sau thì Chu Đại mập mạp mới lau đôi mắt nhỏ, lệ nóng đanh chồng nói: Lý đại ca có phải đệ nói ra hay không? Mấy người giải thông đều rối rít cúi đầu cười trộm, vui sướng khi người gặp họ chính là bản lĩnh mà bốn vị tiểu công tử am hiểu nhất. À, xin lỗi xin lỗi. Lý Kỳ nói rồi lại ra vẻ buồn bực nói: Đây đây sao lại là rượu chứ? Hồng Thư Kiểu kinh ngạc nói: Bọn đệ cũng không có thói quen uống trà. Giờ là sáng tình mờ đấy, các ngươi uống rượu cái gì hả? trong giọng nói của lý kỳ còn thấp thoáng chút phẫn nộ hồng thiên kiều không biết làm sao mà gãy mặt trong lòng có cảm giác sợ hãi phản thế bạch thấy lý kỳ dường như là thực sự tức giận vội đánh mất ra hiệu cho hạ nhân bên cạnh người kia thấy tình hình có chút không ổn liền vội vàng chạy về phòng mang một bình nước trà đến phản thế bạch lại hỏi ừ, lý kỳ hôm nay hình như ngươi hơi lạ có phải gặp việc gì khó hay không lý kỳ lắc đầu nói không sao không sao cả người tán gẫu đi ta đi nhà xí một lát nói rồi hắn một tay cầm ấm trà một tay cầm ly trà rời đi hả Đợi cho Lý Kỳ đi rồi, Chu Hoa lo mặt mờ mịt nói: "Lý đại ca, thế này là sao vậy? Đi nhà sĩ còn cầm theo ấm trà?" Hồng Thiên Kiều nói: "Ừ, um, đúng vậy, giống như là biến thành một người khác vậy." Sai Thông Hiếu kia nói: "Ờ, chẳng lẽ chúng ta nói sai sao?" Phan Thế Bạch thở dài: à, "Ta nghĩ nhất định là bởi vì chuyện của Bạch Nương Tử." "À, đúng đúng đúng, nhất định là như vậy." Qua chừng được canh giờ, các khách khứa đều đã đến. Tuy Trịnh Gia hy vọng khiêm tốn một chút, nhưng chỉ dựa vào địa vị bây giờ của bọn họ ở kinh thành, muốn khiêm tốn thực sự là rất khó nha đám người thái kinh vương trọng làng tần cối đều xếp vào nhóm hiển hách đương nhiên khách quý như tần cối đến đây là do nể mặt lý kỳ không liên quan gì đến cao cầu lại nửa canh giờ nữa trôi qua theo tiếng sáo trống vang lên đoàn nghênh thân của trịnh giật rốt cuộc đã đến rồi phải biết rằng trịnh gia là đại gia tộc nha người trưởng thành trong nhà cũng chỉ có mình trịnh giật chưa lập gia đình đội ngũ nghênh thân khổng lồ chưa từng có nha chỉ riêng thân thích thôi đã có vài chục người rồi dân chúng cũng đứng đầy xung quanh hơn nửa phân số người luôn đi theo đến đây để coi náo nhiệt nha phù thể cao cầu, cầu và một đám con cháu ra cửa nghênh tiếp không thể không nói nhân số cao gia thực sự là không thể so với trịnh gia mà khi cao cầu, cầu còn rất nhỏ phụ mẫu đều đã mất bóng ta cũng có ba nhi tử chỉ còn có mỗi cao nhà nội ở bên cạnh may mà cao nhà nội thiên phú dị bẩm con cái cũng có phải tám đứa hơn nữa còn có đám bạn xấu hồng thiên kiều trà trộn vào trong đó nên cũng không rơi vào thế hạ phong trong tập tục triều nam tống Nam Nhi khi đến nhà nữ nhi, trước tiên nhà gái phải ra cửa nghênh tiếp, sau đó thường cho lộ màu, đồng thời phải lấy rượu để khoản đãi đoàn nghênh tân của nhà trai. Tiệc rượu rất là náo nhiệt nha. Tên giờ hơi cao nhân nội vì lý do thân phận cho nên không tiện ra tay, ra sức đánh ánh mắt xấu xa cho đám người Hồng Thiên Kiều. Đám người Hồng Thiên Kiều thì ngầm hiểu trong lòng, bưng chén rượu la tới, la hét muốn uống rượu với Trình Giật. Trình Giật bởi vì quá vui mừng, hơn nữa lại không có kinh nghiệm, khi mới bắt đầu thật sự không hề cự tuyệt, nhưng uống đến lúc giao y phát hiện thế công của đám người hồng Thuyên kiều là sóng sau cao hơn sóng trước có chút không ngăn lại được cao nhà nội xem đến là vui vẻ tiểu tử ngươi muốn lấy mười mũi ta không chịu khổ sao mà được chứ phải biết là đám người hồng Thuyên kiều uống rượu mà lớn lên ai ai cũng tiểu lượng như biển nha như mấy năm trước khi Sài thông gả muội muội có đám giờ hơi này khi đó làm cho tân lang uống đến ngã ra làm cho đến khi chạm vạng rồi mà tân lang mới lấy được tân nương tử về khi đó phụ mẫu của sài thông đã mắng sài thông đến giờ sống giờ chết nhưng đám người cao nha nội lại không anh hái chút nào ngược lại còn mang tâm trạng vui sướng khi người gặp họ nữa sài thông vẫn luôn nhớ kỹ chuyện này lúc đó thằng nhái cao nha nội này rót mạnh nhất hôm nay không báo thủ này cơn giận này làm sao mà nuốt trôi được Trịnh gia cũng biết bốn vị tiểu công tử này không phải là người lương thiện sợ trịnh giật bị ức hiếp thế là phải phái mấy người uống giỏi nhất trong gia tộc ra đi theo đoàn đón dâu của trịnh gia để tham chiến hai bên uống cũng gọi là ngang sức ngang tài nhưng hồng thiên kiều đột nhiên mời một người đến chiến cuộc lập tức xảy ra thay đổi người này chính là mã kiều ngàn chén không ngã chỉ thấy mã kiều hai tay mỗi tay cầm một chén rượu dùng sức một người mà quần chiến với đoàn thân hữu của trịnh giật thật sự là uy vũ khí phách nha mấy người của trịnh gia không biết tiểu lượng của mã kiều lúc mới bắt đầu còn cảm thấy cái tên tiểu tử này thật là tự đại nhưng mà càng uống đến lúc sau thì mồ hôi trên mặt họ tuôn ra càng nhiều tiểu lượng này không khỏi cũng quá kinh khủng nha mà sài thông lại cố sống cố chết bám lấy trịnh giật trong lòng còn thầm mắng lúc trước nhà nội khiến muội phu ta xấu hổ như vậy hôm nay nếu người không xấu hổ ta làm sao mà bỏ qua được cao cầu biết tiểu lượng của mã kiều hai cái bình rượu hồng tất công và hồng bắt kim liên hợp lại cũng không phải là đối thủ của y tên nhóc này đến đây nếu không hạn chế thì toàn bộ đều uống đến ngã cả ra vậy thì hôn lễ này làm sao mà tiếp tục được nhỉ vốn dĩ ông ta còn muốn tìm lý kỳ nhưng mà tìm thật lâu cũng không nhìn thấy bóng dáng của lý kỳ đâu cũng không còn thời gian suy nghĩ chỉ phải đích thân ra mặt bảo mã kiều tha cho bọn họ một con đường thuận tiện trừng mắt nhìn đám người hồng thiên kiều một cái cao cầu ra mặt sai thông cũng chỉ có thể bỏ qua lúc này mới để trịnh giật tránh khỏi được một kiếp nạn Rượu xong, tiết mục tiếp theo chính là ngăn cửa. Tập tục này thật ra vẫn còn lưu truyền đến đời sau. Trước tiên là các đội nhạc tấu nhạc dục tân nương tử lên kiệu, nhưng đại diện nhà gái làm khó đủ kiểu yêu cầu tiền thưởng. Cái gọi là làm khó ở thời kỳ này thật ra là có phẩm vị hơn so với hậu thế nhiều lắm. Chính là đàm thơ, đối câu đối. Việc này không thể trông cậy vào đám người hồng thiên kiểu, may ra còn có những đại tài nữ như là Bạch Thiền Dạ và Tần Phu Nhân ở đó nhưng trịnh giật là đại tài tử bất kể là ngâm thơ hay là ra câu đối đều là tiện tay làm được trước kia y còn có thể nhược một chút nhưng hôm nay thì không thể nhường nha phải tốc trên tốc thắng chỉ một người đã đánh bại toàn bộ đối phương sau đó lại ném ra rất nhiều kẹo và tiền thường con cái của cao nha nội nhào trên đất tranh cướp lý chính hy cũng tham gia nhưng tuổi của nó còn quá nhỏ làm sao mà giành được gì nhóc con buồn rầu ngồi trên ghế Nhệt cái miệng nhỏ mà nhìn một đám nhóc họ cao trong lòng hận nha nước mắt sắp trào ra rồi cha các ngươi khắc cha ta Vậy thì thôi đi, các ngươi còn muốn khắc ta, thì thật là quá khinh người mà. Chính Hy đệ đệ, cho này. Bỗng nhiên một đôi tay nhỏ trắng miệng đưa tới trước mặt Lý Trinh Hy. Chỉ thấy con gái lớn của Cao Nha Đội đang cầm kẹo đưa tới trước mặt Lý Trinh Hy, đôi mắt to sáng ngời chớp chớp. Lý Trinh Hy lập tức nhếch môi bật cười khanh khách, hai tay cô loạn mà cầm lấy. Chưa đầy hai cái đã kéo những viên kẹo kia về phía mình rồi. Chọc cho các nàng quý hồng nô cười ẩm lên khanh khách. Nhưng ngoại trừ một người chính là Bạch Thiền Dạ, nàng nghiêm khắp xung quanh, hình như đang tìm kiếm cái gì. Phong nghiên Nô nhìn bên cạnh, thấy lập tức phản ứng lại, quét mắt nhìn trong đám người. Đột nhiên hét lên với Hồng Tuyên Kiều, tiêu kiểu, tiêu kiểu. Hồng Thiên Kiều đang vui sướng bên cạnh, chợt nghe Phong Nguyên Âu gọi y liền đi qua nói, Ờ, à, Phong Nương Tử, có chuyện gì? Phong Nguyên Âu hỏi, vì sao không thấy phu quân ta? Hồng Thiên Kiều nhìn xung quanh xuống, nói, Ờ, đệ đệ cũng không biết. Trước đó Lý Đại Ca nói phải đi nhà sĩ, sau đó thì không nhìn thấy Huỳnh nữa. Bài tiền dạng nghe được thì những hàng lông mày đen nhánh, thần sắc, có chút đảm đạm trong hoa viên phủ thái úy có một người đang ngồi một mình người đó chính là lý kỳ chỉ thấy hai mắt hắn khép hờ tay cầm ly trà khẽ động trên mặt toát mồ hôi lạnh tuy ở đây cách hiện trường hút lễ đủ xa rồi nhưng vẫn vọng đến từng tràng cười từng tiếng nhạc nhưng những âm thanh tràn đầy sung sướng này khiến trong đầu của lý kỳ không ngừng hiện lên một số hình ảnh kết hôn lúc trước của hắn trong lòng tràn ngập sự sợ hãi vô tận hôn lễ lúc trước đã để lại một bóng ma không thể xóa nhòa trong lòng hắn dù sao thì đả kích đó đối với hắn nói là thật sự quá lớn đi. Đặc biệt là vừa rồi Hồng Thiên Kiều nhắc đến chuyện kính diệu hắn trong hôn lễ của hắn. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Trước kia hắn vẫn lấy đủ mọi lý do để nói với chính mình. Không phải là mình không muốn cử hành hôn lễ với các nàng quý hồng nô, mà là do một vài nguyên nhân ngoài ý muốn là Bạch Tiền Dạ ở Giang Nam là chuyện của Bạch Gia tạo thành. Nhưng hôm nay, cuối cùng hắn cũng hiểu rõ, thật ra nguyên nhân chính là do bản thân hắn. Hắn căn bản không muốn cử hành hôn lễ bởi vì hắn sợ hôn lễ hôn lễ đối với người khác mà nói là đại diện cho việc có được nhưng đối với hắn mà nói là đại diện cho sự mất mát nói theo góc độ y học hắn đã mất chứng sợ hãi hôn lễ ai e rằng dù là ai cũng không ngờ được yến vân vương dám nhìn thẳng mặt hoàn nhân tông vọng và hoàn nhân tông hẳn lại sợ nhất là hôn lễ trong lúc lấy kỳ đang lâm vào trầm tư u sầu chợt nghe từ phía sau truyền đến một tiếng thở dài sâu kín hắn không khỏi quay đầu nhìn lại xuyên thấu qua bụi hoa hắn mơ hồ nhìn thấy một vị gia nhân có dáng vẻ thướt tha mềm mại đứng phía đối diện phu nhân một tiếng này khiến cho gia nhân đứng phía đối diện dương mắt lên nhìn hóa ra ngươi ở nơi này à người tới chính là tần phu nhân tần phu nhân nhìn thấy lý kỳ vội vàng đi tới hỏi dò sao còn mỗi một mình ngươi ở đây vừa rồi bọn hồng nô đang muốn tìm ngươi thì phải nàng vừa dứt lời đã thấy sắc mặt của lý kỳ trở nên trắng bạch trên trán còn rậm rạp mồ hôi nàng không khỏi quan tâm hỏi sắc mặt của ngươi dường như không được tốt lắm lý kỳ thuận miệng nói bậy bạ ờ, uh, oh, ta có chút tiêu chảy. Tiêu chảy thì ngươi tới đây làm gì? Tần phu nhân nghe vậy thì nhíu mày, ánh mắt không khỏi liếc xung quanh một cái. Có ý tứ gì? nàng sẽ không cho rằng ta giải quyết luôn ở đây đi. Hóa ra trong mắt cô ta là loại người có tố chất thấp như thế sao? Chỉ sợ còn không bằng cao nhân độ nữa. Một ánh mắt này của tần phu nhân khiến cho lý kỷ dâng lên tức giận, nhưng mà ngoài miệng lại cười ha ha nói, <laughs> à, phu nhân cũng biết ta là người không thích sự lãng phí, à, phân tốt như vậy đương nhiên là phải lời của hắn vừa nói ra khỏi miệng thì thần phu nhân không nhịn được cảm thấy vô cùng ghê tởm vội vàng dùng một tay che miệng lại thiếu chút nữa đã nôn ra tại chỗ không ngờ rằng khẩu vị của cô kém như vậy đã thế thì ta liền đùa lớn một chút luôn lý kỳ bỗng nhiên chỉ vào dưới chân của thần phu nhân nói ờ à, phu nhân cẩn thận dưới chân người đừng có giẫm phải đấy À! thần phu nhân sợ đến mức hòa dùng thất sắc dưới chân không có dám có động tác gì đương nhiên nàng cũng không dám nhìn xem hai mắt nhắm nhìn lại lý kỳ thấy người luôn luôn vinh nhục không sợ hãi như tần phu nhân lại bị dọa đến như vậy thì không khỏi vui sướng bật cười ha ha những sợ hãi trong lòng cũng tan theo mây khói tần phu nhân nghe thấy tiếng cười to của lý kỳ trong lòng không ngừng kinh hãi cùng lúc nàng vừa hoài nghi mình đã bị lý kỳ lừa gạt lại hoài nghi mình không biết có phải đã dẫm phải cái đống tang vật gì rồi hay không phải đợi một chốc lát sau tần phu nhân mới dám vụng trộm vờ một con mắt ra nàng cố lấy dũng khí thoáng nhìn phía dưới chân sau đó lập tức mở nốt một con mắt khác phát hiện dưới chân căn bản chẳng có cái gì cả hơn nữa cũng không ngửi được mùi gì lạ trong lòng biết ngay là lý kỳ lừa nàng không khỏi tức giận mắng lý kỳ ngươi người này tại sao lại thô tục không chịu đổi thế chứ nàng thực sự không am hiểu mắng trời người nói tới nói nuôi cũng chỉ có vài từ lăn với cả thô tục nàng còn cho rằng nói thế là đã nặng lời lắm rồi nhưng những từ ấy đối với lý kỳ thì hoàn toàn không đáng gì không đáng nhắc tới hắn nói ơi phu nhân người đừng mắng ta người thử nghĩ lại xem Ta có nói gì đâu, nếu có vài do trong lòng ngươi có tàn niệm thì sao phải sợ. Nói xong hắn lại nói thầm. Thật đúng là ngực to mà không có não nha, ta có ngu hơn nữa cũng sẽ không đại tiểu tiện bừa bãi trong hoa viên nhà người ta được. Tần phu nhân nghe được rõ ràng, nàng tức đến xuyễn khí, trước ngực lại một trận cao thấp phập phồng, nhìn càng đồ sộ hơn. Lý Kỳ thấy vậy thì nhịn không được, thốt lên thở dài. Ê, à, quả nhiên là rất lớn, đủ ngốc ngách, ngươi, hạ lưu. Tần phu nhân tiến lên hai bước nhỏ, phẫn nộ chỉ vào Lý Kỳ mắng ở à đấy là ta khen cô rồi đấy lý kỳ tức giận nói Đã tạ đà tạ cũng không biết buổi sáng hôm nay ai đã lừa ta thê thảm như vậy Tần phu nhân sửng sốt hơi có một tia chột dạ hỏi sao ngươi biết lý kỳ cười nói người nói thử xem kỳ thật việc này là do phong Nô đưa ra chủ ý nhưng tần phu nhân cũng không phải một người am hiểu từ chối dù sao nàng cũng tham dự trên mặt nàng hiện lên ửng đỏ thực sự cũng không có thể giải thích gì lý kỳ cũng không thừa thắng xông lên mà chỉ nói tốt lắm hiện tại ta cũng lừa ngươi một lần xem là chúng ta hủy nhau Đúng rồi phu nhân tại sao người lại chạy đến nơi này chẳng lẽ cũng là do tiêu chảy tần phu nhân trừng mắt liếc hắn một cái nói ta mới không phải là người vô liêm sỉ như ngươi nhuận nhi nói thế nào coi như là đồ đệ của ngươi nhưng khi nàng xuất giá người lại trốn ở chỗ này ánh mắt lý kỷ có chút trốn tránh nói ta đã bảo là tiêu chảy do con gì vừa mới từ nhà sĩ đi ra tới nơi này nghỉ ngơi một chút nếu người không tin thì xem đi tần phu nhân nhịn không được lại lùi về phía sau một bước nhỏ lý kỷ thấy vậy thì cười thầm nói vậy tại sao phu nhân lại biết ta ở đây không phải là muốn tìm ta đi à ta biết rồi tần phu nhân hỏi ngươi biết chuyện gì lý kỷ nói ngươi không phải là thấy cảnh thương tình đấy chứ trước đây ta đã nói rồi ngươi thực sự không nên đến nơi này tần phu nhân chỉ một câu nói nói hiểu nói vượn thế sao lý kỷ cười ha 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 lúc trước trình nhị si tỉnh với ngươi nhưng ngươi không thèm liếc mắt nhìn người ta một cái hiện giờ thấy y có người yêu thương khác trong lòng nhất định sẽ khổ sở đi ơi à, tôi không nói chuyện này vội trình nhị thực sự là một nhân tài nha Mới ở cái tuổi này mà đã lên làm tam ti sứ là được hoàng thượng vô cùng coi trọng nữa. Trong thiên hạ này thì y cũng chỉ so ra kém ta một chút thôi. Bao gồm cả vấn đề tuổi tác nữa. Thật đáng tiếc à. Nếu lúc trước phu nhân quý trọng người ta một chút thì người hôm nay xuất giá đã là ngươi rồi. Cũng không cần đứng đây ghen tị trong lòng. Hối hận, hối hận phải không? Tuy nhiên hiện tại ngươi muốn đổi ý cũng không kịp rồi. Tần phu nhân hử nhẹ nói. Ai à nói ta ghen tị với hối hận chứ? Trình nhị ca có thể tìm được ý trung nhân. Trong lòng ta còn thai huynh ấy vui vẻ chứ? Lý Kỳ hỏi, vậy vì sao ngươi lại có sắc mặt này ta thật sự là không nhìn được ngươi vui vẻ ở chỗ nào cả đấy còn không phải là do ngươi do ta lý kỳ hung mãnh hít vào một ngụm khí lạnh hỏi chẳng lẽ phu nhân thầm mến ta ơi ta khuyên ngươi tốt nhất là từ bỏ đi ta đây là cây đã có chủ rồi trên đời này ta sao lại có người không biết xấu hổ đến như thế chứ thần phu nhân bị lý kỳ làm cho tức giận suýt ngất nàng nói ý của ta là sau một đám những lời thô tục đó của ngươi vừa rồi ồ thế à Thế thì sao phu nhân lại chạy đến chỗ này vậy? Chẳng lẽ không phải là do hình ảnh ở phía ngoài quá trói mắt cho nên ngươi không dám nhìn? Đương nhiên là không phải, chỉ do bên ngoài ở Mỹ quá thôi. Ta không thích lắm, nên sau khi chúc mừng Trịnh Nhị Ca xong liền chạy tới chỗ này cho yên tĩnh thôi. Tần phu nhân nói xong, phiên mắt xem thường nói thầm. chỉ có điều không nghĩ tới chạy đến tận đây cũng không được thanh tĩnh. Sớm biết thế này thì ta thà rằng ở ngoài kia còn hơn. Đồ mồ hôi, ta kinh khủng đến thế sao? Lễ kỳ hừ hừ nói. Hừ <laughs> đi đại tiện thôi còn bị người quấy nhiễu, ta thật sự là đồ thảm á. Tần phu nhân nghe vậy thì lộ ra vẻ mặt chán ghét nói. Người đừng có lúc nào cũng bắt mấy từ ấy ngoài miệng được không? Và ai tư nào? Chính ta. À, coi như là ta chưa nói vậy. Tần phu nhân buồn rầu lắc đầu, đột nhiên có thâm ý khác liếc mắt nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ bị nàng nhìn khiến cho trong lòng sợ hãi hỏi. Phu nhân, người nhìn ta như vậy làm gì? Tần phu nhân lắc đầu nói. Không đúng, không đúng. Ờ, không đúng cái gì? Tần phu nhân nói. Người chắc chắn không phải do... Ừ, cho nên mới ở trong này. Cho nên cái gì? Phu nhân phiền toái, người có thể nói tiếng người được không? À, ta. Người mới là không nói tiếng người ấy. Lý Kỳ hỏi Thì vì sao ta không hiểu được lời nói của ngươi Mà ngươi lại nghe lại hiểu được lời nói của ta Nguyên bản tần phu nhân còn có chút do dự Hiện giờ cũng không thèm để ý nhiều như vậy Trực tiếp nói thẳng ra Ta nói nguyên nhân khiến người ở đây Chính là do ngươi cảm thấy có lỗi với Hồng Đô Cho nên mới không dám ra ngoài Lý Kỳ trộn dạ nói ừ, Ta có lỗi với Hồng Đô Điều này thực sự là điều buồn cười nhất mà ta từng nghe được đấy Tần phu nhân nói Mặc dù có thánh chỉ lúc trước của Thái Hoàng, các nàng cũng có thể coi như là thế tử của ngươi rồi, cũng không ai dám nói lung tung gì cả. nhưng ngươi không nên quên, ngươi còn chưa chính thức cưới các nàng ấy vào cửa. ngươi còn nói ta thấy cảnh thương tình, ta thấy người thấy cảnh thương tình nên chính là ngươi mới đúng. Lý kỳ gãi gãi khóe mắt. thật đúng là vò đã mẻ thì lại còn bị sứt nữa. Ờ à, đúng, ta thừa nhận. ta đích thật là vì thế cho nên mới tới chỗ này. ít nhất ta còn dám thừa nhận, nhưng mà phu nhân dám sao? tần phu nhân nói. nếu như là sự thật thì vì sao ta không dám chứ? nhưng thực tế đều không giống như người đã nghĩ. nếu người thôi tin thì cũng đành thôi vậy tốt lắm ta đi ra ngoài ngươi có ra hay không ta ờ ta chỉ sợ còn phải đi nhà xí một lần nữa lý kỵ lau mồ hôi một phen kỳ thật hắn không phải là ái náy mà là do hắn sợ hãi hiện trường hôn lễ thôi tần phu nhân nhẹ nhàng cười chế nhạo ừ. lúc bình thường không làm việc gì trái với lương tâm thì nửa đêm dù có nghe thấy tiếng gõ cửa cũng không cần sợ hãi huống chi là một việc vui lớn như thế này người tần phu nhân quay mặt sang một bên nhấc chân chuẩn bị rời khỏi chỗ này nhưng chưa kịp bước ra bên ngoài thì đột nhiên đã có hai người đi đến trong đó có một người lý kỳ nhận thức là quản gia của phủ thái úy phía sau ông ta còn có một gã nam nhân mặc đồng phục nữa ờ Xu mật sứ ngài ở nơi này thì tốt quá rồi ngài khiến ta tìm mãi nha lão quản gia kia vừa nhìn thấy lý kỳ liền vội vội vàng vàng chạy tới thân sắc hơi có chút lo âu lý kỳ hiếu kỳ hỏi có chuyện gì không người nam nhân mặc đồng phục kia liền tiến lên con người ôm quyền nói thị chức tham kiến Xu mật sứ lý kỳ hỏi người lại thị chức phụng mệnh tri phủ âu dương của hàng châu đưa một phong thư khẩn cấp đến cho Sư mật sứ nói xong y liền từ trong ngực lấy ra một phong thư đưa cho lý kỳ âu dương triệt vậy thì thật sự là kỳ quái nếu như hàng chấu có việc gì y cũng sẽ dâng tống lên cho hoàng thượng chứ đưa tiền cho ta làm gì lý kỳ chứa đầy tò mò nhận lấy phong thư vừa mở ra nhìn thì trong mắt hắn tràn đầy khiếp sợ rồi dần dần chuyển thành sợ hãi hai tay cầm giấy viết thư đã bắt đầu run lên à lúc này phía sau lý kỳ đột nhiên vang lên một tiếng kêu sợ hãi điều này điều này sao có thể xảy ra được lý tỷ tỷ làm sao có thể giết thông minh được không có khả năng điều này nhất định là không có khả năng không xong Lý Kỳ vội bằng ném chặt phong thư, ánh mắt quét nhìn Tần Phu Nhân, chỉ thấy đôi mắt nàng có chút trống rỗng, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Lúc này hắn giận dữ quát to tên truyền tin kia: Người đến từ cùng lại, dám giả mạo danh nghĩa của Âu Dương Chi phủ đưa phong thư giả này đến cho ta, còn không mau khai thực ra. À, đối mặt với sự tức giận đột nhiên của Lý Kỳ, người truyền tin còn sừng sốt một lúc vội hỏi: Xuất một sứ, tiểu nhân làm sao dám? Này, này, Lý Kỳ vẫn nộ quát: Người dám nói sạm, người đâu, lôi ra ngoài chén cho ta cả quản gia đứng ở một bên cũng choáng váng nơi này không phải là phủ khai phong nha. ờ à, xu một thứ tha mạng ạ à. người truyền tin kia sợ tới mức trực tiếp quỳ trên mặt đất lý kỳ liếc nhìn quản gia còn đang sững sờ ra hiệu chồng quản gia lập tức ngầm hiểu gọi hai ngã tôi tớ đến lôi người truyền tin ra ngoài dù một thứ tiểu nhân thực bịt miệng y lại cho ta ngộ ngộ lý kỳ hít sơ một hơi xoay đầu lại nói phu nhân hắn vừa gọi ra miệng thì tần phu nhân đã vội vàng dục lý kỳ thư mong đưa thư cho ta người nói đùa cái gì vậy Thư của người sẽ đưa cho ta xem sao ta còn chưa trách người xem trộm tin của ta đâu lý kỳ giấu luôn bức thư vào trong ngực nói phu nhân đây chính là có người bị đặt ác ý trước khi điều tra rõ ràng người cũng đừng có nói lung tung cẩn thận ta cáo ngươi tội gây trở ngại công vụ nói xong hắn lập tức rời đi khỏi chỗ này gió lạnh trong đêm tối càng khiến người cảm thấy bút thấu xương thổi chúng khiến người lạnh run mãi đến tận lúc canh hai hai phần Lý Kỳ mới về đến nhà, thân sắc của hắn hơi có chút mệt mỏi. Phu quân, rốt cuộc thì huynh cũng trở về rồi. Lý Kỳ vừa bước chân vào trong viện thì ba người vợ yêu của hắn liền bước ra chào đón, vẻ mặt hiện lên sự hoang mang. Lý Kỳ đang căng thẳng thần kinh, lại bị biểu cảm của họ dọa cho giật mình, khẩn trương hỏi: có chuyện gì xảy ra sao? Bà nữ nhân đều sừng sốt, quý hồng nô hỏi: đại ca, hôm nay huynh đi đâu vậy? Phong nghi đầu ấy nói, nói: phu quân, có phải là huynh giận chúng ta rồi hay không? Hóa ra là sợ bóng sợ gió thôi, các nàng chỉ là lo lắng cho ta thôi nha. Lý Kỳ trong lòng thoáng tờ phà một hơi, hắn nói. Ta cũng không phải là người nhỏ mọn như vậy. Ta ban ngày ở tại phủ thái úy, do có công việc nên mới đi mà không nói lời nào thôi. Mau đi vào trong, đứng ở bên ngoài rất lạnh. Sau khi đi vào trong hậu đường, lò sưởi trong tường ấm máp khiến cho thần kinh của Lý Kỳ thả lỏng một chút. Quý Hồng Nô lại nhanh chóng đưa đến một chén trà nóng, nói. Đại ca, trong huynh mệt chết rồi, có muốn tắm nước nóng không? Ngay bây giờ mội sẽ sai người đun nước cho huynh. Đợi một chút, Lý Kỳ giữ tay Quý Hồng Đô khiến cho nàng ngồi xuống, ho nhẹ một tiếng bảo. Ta có khả năng phải đi Giang Nam mấy ngày. À, ba người đã nhận đã sớm biết chuyện Lý Kỳ phải xuất trinh rồi, nhưng mà ban đầu Lý Kỳ đã tính toán là qua Tết Nguyên Tiêu mới xuôi Nam cơ. Phòng Nghiên Âu lo lắng hỏi, có phải đã xảy ra việc lớn gì rồi đúng không? Lý Kỳ lắc đầu nói, cũng không đến mức là chuyện lớn, chẳng qua là có một số việc ta cần đi trước xử lý thôi. Phong Nghiên Âu có chút tiếc nối nhìn Lý Kỳ. Dù sao thì nàng cùng với Lý Kỳ cũng mới kết hôn, nàng đương nhiên là không hy vọng phải xa lý kỳ nhưng mà nàng cũng biết lý kỳ không phải là một người bình thường trên vai hắn phải gánh vác rất nhiều trọng trách chỉ tiếc các nàng không có cách nào chia sẻ được nàng chỉ nói phụ quân đi ra bên ngoài mọi chuyện đều phải rất cẩn thận lý kỳ ừ một tiếng gia luật cốt dục nói phụ quân muội với huynh cùng đi lý kỳ lắc đầu muội lại đây chiếu cố cái nhà này đi còn nữa muội nhất định về ở lại đông kinh giúp ta liên hệ với gia luật đại thạch ta sẽ để lại mỹ mỹ giúp đỡ muội ta mang mã kiều với tiểu quỷ đi thôi bọn bội cứ yên tâm lần xuất sinh này là ta đi đánh người khác chứ không phải là bị người đánh cho nên là dù thế nào thì ta cũng không có chút nguy hiểm nào cả bà nữ nhân nghe xong mới hơi yên lòng một chút gia luật cốt dục cũng không cưỡng cầu nàng hiểu được mục đích khiến lý kỳ để nàng ở lại đây chủ yếu là để bảo vệ mấy người quý hồng nô nàng gật đầu nói phu quân huynh cứ yên tâm đi thôi chúng ta nhất định sẽ chiếu cố tốt mấy người trong nhà lý kỳ gật đầu lại cầm tay phong nghi nô nói nghi nô lần này ta tính toán mang theo cả sư sơ cô nương cùng đi muội cũng biết đấy cô ấy ở lại chỗ này quá nguy hiểm phong Nô sửng sốt hỏi thì thì đáp ứng rồi sao lý kỳ gật đầu ta vừa từ chỗ cô ấy về đây đối mặt với việc phải rời xa hai người thân nhất cùng một lúc trong lòng phong Nô có chút không muốn nhưng nàng cũng hiểu được nếu lý sư sư ở lại đây thì sẽ rất nguy hiểm lý kỳ ở đây thì không sao nhưng một khi lý kỳ rời khỏi đông kinh và nhất xảy ra chuyện gì thì nàng cũng không giúp được gì nàng đỏ mắt nói kìa kìa phụ quân muội có thể hay không không đợi nàng nói hết lời lý kỳ đã gật đầu nói muội yên tâm trước khi đi ta nhất định sẽ ăn bài cho muội và sư sư cô nương được gặp nhau một lần muội cũng rất muốn gặp muội phong Hino vui sướng đến liên tục gật đầu bởi vì kế hoạch có biến lý kỳ nhất định phải tăng tốc xử lý những công việc trong tay từ ngày 29 đến mùng 3 đầu năm hắn gần như đều chạy đi chạy lại giữa công ty và quan nha buổi tối lại phải ở cạnh phong nguy các nàng ngày mùng 4 đầu năm lúc trạng vạng tối bài thiền dạ kéo cơ thể mệt mỏi đi ra làm kinh tế sử những ngày bận rộn nhất chính là lễ mừng năm mới bởi vì vào thời điểm này các đặc phái viên của ngoại quốc đều tụ tập đến kinh mà vấn đề chủ yếu khi bọn họ tới đây là vấn đề về phương diện mậu dịch đấy cho nên việc này tự nhiên là về thương bộ cục quản lý rồi trước kia khi lý kỳ đảm nhận trước kinh tế sử hắn chỉ cần gặp gỡ một số phái viên quan trọng còn lại một số thích hợp giao cho tần cối mà bạch tiền dạ không có tần cối nào giúp nàng cả mọi chuyện lớn nhỏ đều phải đến tay cho nên có thể nghĩ được lượng công việc của các nàng nhiều đến thế nào xe nào đấy Vài Thiền giả đi đến trước cửa nhìn phải nhìn trái phát hiện ra xe ngựa cũng không giống như ngày trước xe đỗ ở trước cửa đang định gọi người chợt thấy trên mặt đột nhiên bay đến một tia ý lạnh nàng không khỏi ngẩng đầu lẩm bẩm nhìn lại tuyết rơi đúng vậy à tuyết rơi tiếng nói chưa hết Bạch Thiền giả chỉ thấy một cây ô giữa bầu trời đen nhánh nàng quay đầu nhìn lại thì thấy Lý Kỳ đang nở nụ cười nhìn nàng nàng cảm thấy kinh ngạc hỏi sao huynh lại tới đây ta đến từ bội trở về. Bạch tiền Dạ ngần người rồi lập tức gật đầu. Hai người sóng vai bước về phía đông. Đi một lát, Bạch tiền Dạ đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, ngày thành hôn của Nhẫn Nhi huynh đi đâu vậy?" Lý kia bảo: "Có chút công sự phải xử lý, chuyện gì?" "Về chuyện ở Giang Nam ấy, huynh muốn xôi nam sao? Ngày mốt, nhanh như vậy? mỗi luyến tiếc à? Nếu mỗi luyến tiếc, ta có thể đợi qua hết năm lại đi." Bạch tiền Dạ thoáng trợn mắt xem thường, tự động lại bỏ những lời này, nàng hỏi lại: "Nơi này cách nhà của muội rất xa, huynh xác định là chúng ta đang về nhà hả?" Lý Kỳ cười nói, không phải rất xa, phía trước là đến rồi. Hả? Muội đang ăn cơm tối chưa? Bạch Thiên Dạ suy nghĩ một chút nói, hình như là chưa ăn. Lý Kỳ không biết nói gì. Muội xem lại mình kìa, vội cả ngày không nhớ cả ăn cơm tối, muội bảo ta làm sao có thể yên tâm rời đi được. Muội có nói là hình như, nhưng vừa rồi muội rõ ràng còn phải nghĩ một lát. Lý đại ca, thất nhi tị. Đi tới đi tới, chợt nghe phía trước chuyển đến tiếng của Trần Nan Nam Nam, Bạch thần dạ gần đầu nhìn lại Chỉ thấy cách đó không xa phía trước Trần An Nam đang ngoắc tay hướng bên này Mà bên cạnh y còn đỗ một chiếc xe ngựa nào đấy Bên trong xe hiện lên ánh đến Nàng nhịn không được tò mò nhìn Lý Kỳ Lý Kỳ cười nói Môi đường hiểu lầm Ta chỉ là muốn cùng muội trở về mà thôi Nhưng ít nhất cũng phải ăn no đã chứ A Nam Bạch thần dạ đi tới nhẹ nhàng gần đầu với Trần An Nam Lại hỏi má hộ vệ đi đâu rồi Lý Kỳ thở dài mà hầu vệ nói y phải ở cùng Mỹ Mỹ, vì thế ném ta qua một bên không quản, cho nên ta đành phải tìm tiểu tử này đến vậy. Nói xong hắn vươn ra một bàn tay, mời. Bài tiền dạ hơi có chút do dự, nhưng vẫn đưa tay đáp lên. Lý kỳ chỉ cảm thấy lòng bàn tay chuyển đến cảm giác rét lạnh, tay muội lạnh thật đấy, do trời lạnh. Khi nói chuyện thì bài tiền dạ đã lên xe ngựa rồi. Lý kỳ cười cười một bước đi lên xe ngựa. Bài tiền dạ vén rèm lên, bất giác ngây ngẩn, chỉ thấy trong xe ngựa đặt một bàn trà, trên bàn trà đặt ba cái đĩa trong đó có hai cái đặt món bò cà ri hình trái tim, mà đĩa trung gian còn đặt một khuôn mặt tươi cười, bên cạnh có để một ly rượu ngon có màu rất đẹp, ở dưới màu vàng của ánh nến thì càng hiện lên vẻ xa hoa. Đối với Bạch tiền Dạ, một món ăn với một chén rượu này không thể quen thuộc hơn được nữa, nhất là cái món cười rạng rỡ với rượu tạp kỳ nạc kia. Bạch tiền Dạ nhịn không được ngẩn ngơ, lại liếc mắt nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ duỗi tay ra là một tư thế xin mời. Bạch tiền Dạ thoáng gục đầu xuống, cúi người đi vào. Lý Kỳ cũng theo sau vào, ngồi đối diện với Bạch Thiền Dạ, cầm lấy dao nĩa, nói Bụng nhất định đó rồi đúng không? Chúng ta vừa ăn vừa nói. Bạch Thiền Dạ nghe thấy từng trận mùi hương của món bò, cảm thấy đói lắm rồi, ừ một tiếng cầm lấy dao dĩa bắt đầu ăn. Ăn chẳng chốc lát, Lý Kỳ đột nhiên nói Ta lập tức phải đi rồi, chẳng lẽ muội không có gì muốn nói với ta sao? Ta... <laughs> ờ, chậm một chút, chậm một chút, thực bất ngôn, tầm bất ngữ. Cổ nhân đã nói là phi thường có đạo lý đấy. Lý Kỳ âm thầm lau mồ hôi lạnh âm thầm chuyển tới một ly nước ấm bài thiền dạ khẩn trương uống một hớp nước lúc này mới chậm lại trừng mắt nhìn tên đầu sỏ gây tội lý kỳ một cái đúng là vừa ăn cướp vừa la làng nàng đỏ mặt tức giận nói muội nghĩ đến hẳn là huynh có chuyện muốn nói với muội mới đúng tốt lắm chúng ta trước nói việc công rồi sau nói việc tư đi vẻ mặt của lý kỳ hơi có chút bất đắc dĩ lập tức để giao diễu xuống nghiêm túc nói sau khi ta rời đi những chuyện ở kinh thành toàn bộ phải nhờ vào muội rồi bài thiền dạ do dự chăm chốc lát kẻ ừ một tiếng lý kỳ nghe ra nàng dường như là không đủ tự tin liền nói sao thế không tin vào bản thân mình sao Bạch thần dạ đột nhiên buông xuống rào nĩa nói nói thật muội đích thật là không đủ lòng tin trước đó cầm đầu muội cho rằng mình có thể làm được nhưng từ sau khi vào trời làm quan muội mới biết được cái dòng nước này so với mình tưởng tượng còn sâu hơn đặc biệt là tần cối y dường như là một người tể tướng trời sinh lấy năng lực của muội có thể bảo vệ được thương vụ cục đã là quá sức rồi muội muội muốn đấu với tần cối chỉ sợ lý kỳ cười gật đầu nói muội có thể nói ra những lời này chứng minh là muội đã có tiến bộ rất lớn nhưng muội căn bản không cần sợ hãi tần cối bạch thiền dạ cau mày hỏi vì sao lý kỳ cười giải thích từ sau khi ta từ Yên vân trở về tất cả mọi việc đều do ta và hoàng thượng bí mật hoàn thành trên triều đình ta cũng không có động tác gì cả không chỉ như thế ta còn nhiều lần nhượng bộ lui binh điều này khiến cho rất nhiều người đều không hiểu được Bao gồm cả Thái Kinh và Cao Cầu à Còn có cả mẹ vợ ta nữa Ta tin rằng cho dù thần cố có thông minh đến đâu Cũng không đoán được dụng ý của ta Nếu như ta không có đoán sai Hiện tại y nhất định phi tưởng mê mang Y ngừng lại hy vọng ta sẽ có hành động gì Như vậy thì y cũng biết mình nên làm gì Mà muội chính là người phải giúp y rõ ràng Một tể tướng thì nên làm điều gì Mội cứ chờ xem đi Một khi mội có hành động Thần cố nhất định sẽ cảm thấy phi tưởng vui vẻ Nhưng khi đối mặt với mội Y sẽ vẫn vô cùng có lòng tin bởi vì người y kiên kỵ chính là người ở phía nam xa xôi ta đây. Lấy sự hiểu biết của ta đối với y, nếu y không hoàn toàn nắm chắc, nhất định có thể đánh ngã ta, y nhất định sẽ không xuống tay với mội đâu. Bài thiền dạ nghe vậy thì liên tiếp gật đầu nói, nhưng y sẽ lại nghĩ một biện pháp ngăn cản ta phát triển thế lực của mình. Lý kể cười nói, đúng vậy, nhưng mội là kinh thế sử, lại nắm túy tiên cư trong tay. Trọng yếu hơn chính là mội là thế tử của ta, y muốn hoàn toàn áp chế mội là điều khó mà làm được. Kể từ đó, kế hoạch của chúng ta đã thành công một nửa rồi. Mà thiền dạ suy nghĩ một hồi lâu mới nói Mội nghĩ mội biết rằng Mình nên làm như thế nào rồi Lý Kiển nói tiếp Nhưng mội nhất định phải ghi nhớ một điều Hoàng thượng còn đang ở phía trên nhìn xuống Bất luận mội làm chuyện gì Cũng không được nhắc lên quan hệ với thái tử cũ triệu hoàn Bằng không thì chúng ta chẳng khác gì Tự mua dây buộc mình Trừ điều đó ra Mà kệ mội làm chuyện gì cho dù có phạm sai lầm Hoàng thượng cũng sẽ xem mà mặt mũi của ta Mà bỏ qua cho mội một hồi Cùng lắm là khiến mội tử quan từ đối sẽ không có lo lắng gì về tính mệnh cho nên dưới tình huống không xúc phạm đến cấm kỵ của hoàng thượng, mỗi đại khái có thể buông tay ra làm việc. Bạch Tiền Dạ gật đầu nói: "Muội um, nhớ kỹ rồi." Lý kỷ nói tiếp: "À, còn có một điều ta vẫn chưa nói. Đó là chuyện về gương thủy tinh. Một khi gương thủy tinh xuất hiện, gương đồng chắc chắn sẽ bị đào thải. Gương đồng cũng có ảnh hưởng vô cùng trọng yếu đến giá đồng đấy. Một khi gương đồng bị đào thải thì giá đồng nhất định sẽ bị dao động. Nhưng sau khi ta đi, ngoại trừ muội thì không còn ai biết đến. Tột cùng lúc nào sẽ bán ra gương thủy tinh cả." Vì vậy nên mỗi còn một cơ hội tốt để lập công đấy. Bài thiền dạ gật đầu, lấy kể nói. Tốt lắm, ta cũng chỉ muốn nói những điều ấy thôi. Còn lại đợi đến đêm hôm đó sẽ nói cho mỗi biết. Bài thiền dạ do dự chăm chốc lát mới hỏi. Lần này huynh xuất trinh liệu có gặp nguy hiểm không? Lý kỳ không đáp mà hỏi ngược lại. Mỗi cho rằng đại lý có thể mạnh bằng nước kim sao? Không bằng, không phải thế sao? Lý kể cười nói. Mỗi không cần lo lắng cho ta đâu. Bởi vì chờ ta đi rồi muội cũng sẽ có rất nhiều chuyện phải lo lắng đấy nhưng muội nhất định phải nhớ chăm sóc cho bản thân mình tuy rằng lời này ta nói ra đã rất nhiều lần nhưng muội vẫn muốn lặp lại một lần nữa thân thể mới là tiền vốn để thành công bạch tiền dạ gật đầu lại nói kỳ thật muội vẫn còn một vấn đề vẫn luôn muốn hỏi huynh vấn đề gì trong kế hoạch ban đầu của huynh thực sự thì không phải là ta đảm nhiệm trước kinh thế sử vậy thì lúc ấy người được chọn trong lòng huynh là ai lý kỳ sừng sốt rồi thở dài ta huynh lý kỳ gật đầu giải thích muội cũng biết hai bước sau của kế hoạch liên quan đến tương lai của người một nhà chúng ta ta thật sự không thể hoàn toàn tin tưởng người khác được mà ta nói người khác không bao gồm muội đã nói đến đây ta nghĩ mình cũng có mấy lời muốn nói với muội có lẽ lúc trước nếu ta nói cho muội biết chúng ta có thể xử lý càng thêm hoàn mỹ nhưng dù sao ta cũng chỉ là một con người ta không phải là thần nên có rất nhiều chuyện không thể do một tay ta không chế được cho dù đó là ý định của chính ta cũng không được mỗi lúc ấy lại không rõ nỗi khó xử của ta bởi vì muội chưa bao giờ biết được cảm giác nguy cơ khi phải đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió chỉ cần đi nhầm một bước thì sẽ rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục cái loại cảm giác đấy không có cách nào nói rõ ra được nhưng hiện giờ muội đang ở cái vào vị trí của ta muội hiểu được hồ nước triều đình này có bao nhiêu sâu bao nhiêu đục hiểu được cái gì gọi là bốn phía đều có sát khí ta tin tưởng muội cũng có thể thông cảm cho quyết định của ta lúc đó nếu hiện tại muội còn không rõ thì sau khi ta đi muội cũng sẽ thân thiết cảm nhận được thôi bài thiện dạ trầm ngâm nửa ngày nhẹ nhàng gật đầu nói muội cảm nhận được rồi nhưng lúc ấy huynh không biết được muội đau lòng đến cỡ nào đâu lý kể nói tuy rằng ta không cảm nhận được cũng như chưa bao giờ lĩnh hội qua nhưng ta có thể tưởng tượng ra được bởi vì nếu đổi lại là ta muội cũng sẽ như thế cho nên từ đầu đến cuối ta đều chưa bao giờ trách muội cả không nói gạt muội làm gì trước đây thật lâu ta cũng đã chuẩn bị xong một bộ lý do hoàn mỹ vô khuyết để lừa dối ờ à, không để giải thích chẳng qua ta thật sự không ngờ cha vợ sẽ tức giận đến mức bị bệnh hơn nữa còn bệnh nghiêm trọng như vậy mà hoàng thượng thì lại truyền đạt đạo thánh chỉ kia trước tiên chính những điều không ngờ đó đã khiến cho mấy lý do giải thích của ta không nói ra miệng được hai ta mất công chết mất bao nhiêu tế bào não bạch tiền dạ nói không phải vừa rồi huynh đã nói ra sao lý kỳ kinh ngạc hỏi xa muội biết bạch thiền dạ hơi trận trắng mắt nói chính như lời huynh nói lời giải thích của huynh gần như kín không có kẽ hở gần như tức là chưa hoàn mỹ không biết có lỗ hồng ở chỗ nào chính lý do rất hoàn mỹ lý kỳ cực kỳ đồng ý với quan điểm này Hắn gật đầu. Ừ, đúng thật. Không hoàn mỹ mới chính là hoàn mỹ nhất, cũng giống như ta vậy. Ta đồng dạng cũng là gần như hoàn mỹ. Bài tiền dạ hơi co rúm miệng hỏi. Bữa cơm này có ăn nữa không? Ờ, đương nhiên là ăn chứ. Đây chính là bữa tôi ánh đến do ta tỉ mỉ chuẩn bị đấy. Nhưng nếu Huỳnh có nói tiếp thế thì mỗi nghĩ mội rất khó mà ăn tiếp được. Ây. À, Lý Kỳ ngẩn người nói. Ờ, hóa ra là mội đang đùa ta hả? Mỗi chỉ nói sự thật thôi. Bài tiền dạ cầm lấy dao dĩa nói tiếp. Sợ cho huynh một câu nữa. Phải là thực bất ngữ tầm bất ngôn chứ không phải là thực bất ngôn tầm bất ngữ những lời này là trích từ luận ngữ ra ừ. có gì khác nhau sao không có mỗi chỉ muốn nhắc huynh chúng ta nên ăn cơm tiếp thôi nói xong bạch thiền dạ cầm lấy dao dĩa bắt đầu ăn lý kỳ sừng sốt thầm nói thật sự là đáng giận ức hiếp ta ít đọc sách bạch thiền dạ coi như không nghe thấy tiếp tục ăn nhưng trong mắt lóe ra vài phần ý cười hai người lại tiếp tục bữa tối rất nhanh trong bầu không khí trầm mặc hai người tiêu diệt sạch sẽ món bò cà ri Lý Kỳ lại đẩy cái đĩa chứa món cười rạng rỡ kia đến trước mặt Bạch Thiền Dạ nói, nếm từ chút đi. Cảm ơn. Bạch Thiền Dạ cũng không khách khí trực tiếp ăn luôn. Vừa rồi lúc nàng ăn món bò cà ri thì ánh mắt vẫn luôn liếc món này, bởi vì món ăn này đối với nàng có ý nghĩa không tầm thường. Cũng đừng ăn thôi, nếm từ chút rượu này thế nào đây? Bạch Thiền Dạ nâng chén rượu lên, thấy rượu tạp kỳ nặc được ly thủy tinh làm nổi bật lên vẻ tinh xào thì không khỏi ngây ngốc một chút, mới nếm từ một ngụm. Lý Kỳ hỏi, vị như thế nào? Tốt lắm cùng với lần trước ta làm trong buổi có gì khác nhau không bạch thiền dạ còn thật sự ngẫm nghĩ một chút mới nói hình như không có lý kỳ cười ha 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 <laughs> điều này cũng làm cho ta nhận ra một đạo lý đạo lý gì có nhiều thứ từ đầu đến cuối chưa bao giờ thay đổi cũng giống như là món cười rạng rỡ với chén rượu tạp kỳ nạc này tại sự giúp đỡ của bơ tô ánh nến này cảm tính bên trong nhanh chóng ấm lên nhưng đối với lái xe trần đa nam thì là phi thường gian nan bởi vì y phải nắm chắc được thời gian vừa phải đem xe ngựa đúng lúc dừng trước cửa nhà của bạch thiền dạ không thể muộn cũng không thể sớm được cũng may là y làm được không dễ dàng a à. lý kỳ giúp đỡ bạch thiền dạ xuống xe ngựa ta trở về đây huynh lên đường cẩn thận đợi chút lý kỳ bỗng nhiên gọi lại bạch thiền dạ xoay người chui vào trong xe chỉ chốc lát sau liền lại trôi ra nhưng trong tay hắn cầm thêm mấy đóa hồng tươi đẹp mấy đóa hoa này trong thời tiết rất lạnh của mùa đông càng trở nên cực kỳ xinh đẹp tặng cho muội đối với người đã lâu chưa tặng hoa cho nữ nhân như lý kỳ điều này cũng vô cùng ngượng tay cũng không biết nên nói câu gì mới tốt là một nữ nhân đầu tiên của lý kỳ khi đến bắc tống nhưng đây cũng là lần đầu tiên bạch thiền dạ nhận được hoa do lý kỳ tặng đồng dạng cũng là lần đầu tiên trong đời nàng được tặng hoa tươi dù ở hậu thế hay là ở hiện tại nữ nhân đều khó có thể kháng cự được thế công của hoa tươi đấy thất nương tuy rằng ngược tay nhưng lý kỳ vẫn nắm chắc chính xác thời cơ thân tình nhìn bạch thiền dạ chậm rãi cúi đầu xuống bạch thiền dạ nghe thấy lý kỳ gọi nàng ngẩng đầu lên chỉ thấy lý kỳ dựa mặt tới gần nàng không khỏi trận to hai mắt vô cùng kinh ngạc nàng chưa từng được tặng hoa cũng không rõ ý nghĩa của nó đối với hành vi của lý kỳ cảm thấy vô cùng đột ngột đây là tình huống gì nhưng trong nội tâm của nàng đấu tranh càng thêm lợi hại thừa dịp bạch tiền dạ còn đang rối rắm mắt thấy lý kỳ sắp tập kích được rồi trong mắt hắn không khỏi lóe ra tia sáng đắc ý xem ra ta còn là bảo đao chưa lão nha thì chợt nghe thấy phía trước két một tiếng lại nghe được một tiếng ôi ơ bà thiền dạ khẽ giật mình lập tức tỉnh lại lui ra phía sau một bước nhỏ giọng nói muội đi về trước vẫn chưa nói xong thì nàng đã vùi đầu chạy về hướng phòng nhỏ rồi mẹ con đã về rồi mẹ kiếp lý kỳ thấp giọng mắng một câu quay đầu đi nhìn cái vị mỹ phụ vừa mới từ trong cửa đi ra hoa tay ôm đầu vạn phần ảo não nói ơi mẹ vợ sao mẹ không ra muộn chút nữa chứ chỉ cần một lát thôi cũng được à thật sự đấy Bạch phu nhân hơi ngẩn ra mới phản ứng lại. Ta sợ cái gì? Ta thấy muộn như vậy mà thất nương còn chưa trở về Đến mới đi ra xe mà. Ta còn muốn hỏi cậu một câu, cậu làm cái gì ở đây? Đây là đang ở trên đường đấy. Ờ thì sao chứ? Đều là vợ chồng già với nhau rồi. Cậu, cậu thật đúng là lợi hại. Nhanh như vậy mà đã muốn dụ dỗ nước nhi của ta hồi tâm chuyển ý sao? Ừ. không dám, không dám. Vốn đã sắp thành công rồi. Kết quả là tại mẹ đấy. Vì mẹ mở cửa ra mà khiến cho cố gắng cả đêm này của con đổ xuống sông biển rồi. Quả nhiên là gừng càng già càng cay, Lý Kỳ tức giận nói. Bạch phu nhân nghe giọng nói âm dương quái khí của hắn, chỉ cảm thấy buồn cười, bà nói. Cậu có muốn vào ngồi một lúc không? Lão nhân ông ấy đã nghỉ ngơi rồi. Cái gì đây? Mẹ vợ cũng quá chiếu cố ta đi. Trong lòng Lý Kỳ mừng thầm, ngồi một lúc thì ta chắc chắn sẽ không chỉ ngồi một chút đâu. Nhưng nếu đến phòng thất nương ngồi một đêm, vậy thì cũng có thể suy nghĩ một chút. Ngoài miệng thì lại phi thường ngại ngùng nói. Um, làm vậy thì không tốt lắm đâu. Bạch phu nhân gật đầu. Ừ, um, việc này quả thật có chút không tốt lắm. Vậy thì ta đành phải lên xe ngựa của cậu ngồi một chút vậy. Ta vừa lúc có một số việc muốn hỏi cậu. Ôi, thế thì càng không xong à. Kỳ thật dù Bạch Phu Nhân có không nói, Lý Kỳ cũng đoán được là bà muốn nói gì. Đơn giản là muốn hỏi sau khi hắn xuất trinh thì Bạch Tiền Dạ ở trong triều nên làm những gì. Không nên làm những gì. May mắn là trong triều Lý Kỳ không có vây cánh gì, bằng không thì nhân tiện hàn huyên rồi dặn dò hắn ở trên đường cẩn thận nữa. Sự thật cũng như Lý Kỳ đã dự đoán, hai người ở trong xe ngựa nói chuyện nửa canh giờ, Bạch Phu Nhân mới để cho hắn rời đi. Chỉ có chút tiếc nuối là bạch phu nhân cũng không mời hắn vào ngồi một chút để ở cùng với thất nương nữa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 291 của Bác Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 292.